Ơi, đồ của mình đây các bạn ơi. Nè con đi với ba Phong con hả? Con đi đi dạo phố Sài Gòn phải không? Dạ. Con cái này con đừng có đưa cao quá chứ con che lên mặt của con rồi. Rồi, đâu đâu qua cho bà nội coi coi đẹp trai không? Để cái con đó xuống. Che cái mặt con trai á. Ờ, cứ che cái mặt hoài. Hello đi, hello. Con xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi, con chào cô chú, ông bà. Con chào cô chú, ông bà. Rồi, giỏi quá. Đi đồ của tôi nè nha, mọi người ơi, bữa nay à, cháu bà cháu chở cháu đi dạo phố đó, bị hai lên hai ngày nay mà bận quá không có đi đâu được chân á. Anh ra đi. Nè pin chút nữa mà con đeo mắt kiến á. Con chạy ngồi xe mà con đội nó bảo hiểm á, chừng trúng mắt kiến rồi con lấy mắt kiến xuống nha. Dạ. À đây đây đây, rồi bye bye bà nội đi. Bye bye bà nội. Rồi. À, cháu nội pin nó điên vòng với ba nó đó. Rồi nó mua cái gì về cho chú Tư nó nè. Là cam giang của nhà mình đó. À, chú Tư nó là con trai út mình đó. Rồi để coi nó mua cái gì đây, nó hồ bắp xào gì đó biết. Để coi coi. Wow, nóng hổi luôn. Mua cho chú Tư để bà nội ăn thử miếng nó ngon không. Cái này của pin nó mua đó. Pin, ơ trời nè. Rồi ý đồ của bà nội. Bà nội tính thử, bà nội chưa có thử nữa đó. Để bà nội thử miếng coi. Cũng dẻo cũng thơm quá các bạn ơi. Pin ăn đâu, bà nội đút cho pin ăn nè. Chú Tư mày khỏi ăn luôn. Rồi. Rồi còn đây là cháu nội mình mua đó, mua về cho chú Tư nữa đó. Nó cho bà cắn thử cái bánh đó còn ngon không? Rồi em chia sẻ đến đây em kết thúc đó các bạn ơi.